Vâng, xin chào anh chị và các bạn. Những ngày nay là những ngày mà chúng ta cũng gần tới Tết rồi. Trước mắt là Tết dương lịch và sắp tới sẽ là Tết âm lịch. Và những ngày này thì mình cũng cảm thấy rất là vui, đặc biệt là dưới cái tình hình hạ tầng giao thông ở dưới huyện Nhân Trạch và Long Thành. Bởi vì rằng là gần đây khi mà đi ngoài đường ấy thì Thắng thấy rằng là nhiều tuyến đường đang được nâng cấp, cố gắng nâng cấp nhanh để làm sao mà chuẩn bị tới Tết âm lịch đó, để mọi người có thể di chuyển được dễ dàng hơn. Nên là đi thấy nhiều vị trí, nhiều tuyến đường ở Nhân Trạch hiện tại là đang trong quá trình mà cải tạo hạ tầng và nâng cấp hạ tầng đó, hệ thống thoát nước này, hệ thống vỉa hè này, hệ thống lòng đường này, đó, giải nhựa, nhìn cảnh quan và nhìn hạ tầng khá hơn rất là nhiều. Và đây cũng là một cái mà giúp cho Nhân Trạch sẽ là nhìn sẽ đẹp hơn và tốt hơn, đặc biệt là từ giờ cho tới năm 2026, khi mà cái giai đoạn mà sân bay đi vào hoạt động thì đó là cái nơi lúc lúc đó là cái lúc mà sẽ là cuốn hút cái lượng người bắt đầu về Nhân Trạch ở nhiều nhất đó. Chính vì vậy giai đoạn này là cái giai đoạn mà Nhân Trạch, Long Thành cần phải tăng tốc về hạ tầng, từ việc làm mới cho tới việc nâng cấp những hệ thống cũ hoặc là mở rộng thêm ra đó. Anh chị thấy rằng là rất nhiều những tuyến đường chính đã được khởi công rồi. Và video ngày hôm nay thì mình cũng cập nhật thêm là cho quý anh chị khi mà đọc được những cái bài báo về những cái tuyến đường chính quan trọng của huyện Nhân Trạch tiếp tục được đấu thầu và những nhà thầu mới đã trúng thầu để chuẩn bị cho quá trình mà thi công. Và chúc mừng Nhân Trạch, chúc mừng những nhà thầu mà đã lấy được những gói thầu này. Đó, thứ nhất là công ăn việc làm được cải thiện, đúng không anh chị? Đó, hiện tại ngành xây dựng đang cũng rất là khó khăn trong giai đoạn này đó. Nhưng mà đối với ngành hạ tầng thì khi mà vốn đầu tư công được đổ ra đó và triển khai và cải tạo và triển khai những tuyến đường mới về hạ tầng ấy, thì đâu đó cũng giúp cho cái giá trị kinh tế và giúp cho công ăn việc làm của người lao động, đặc biệt là giai đoạn từ giờ cho tới Tết và sau Tết nữa, thì dự đoán là nửa năm sau kinh tế vẫn còn khó khăn hơn. Nên là cái việc mà có thêm công ăn việc làm cho người dân cũng đó là một cái điều rất là đáng mừng rồi quý anh chị, đúng không ạ? Đó, chọn nhà thầu cho gói thầu gần 530 tỷ đồng dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh. Bài báo này ngày 24 tháng 12 rồi. Mặc dù là cũ nhưng mà vẫn cập nhật cho quý anh chị để quý anh chị biết, là vì là còn nếu chị thực sự nếu mà chị muốn biết ở Nhân Trạch hay Long Thành những tuyến đường nào mà chuẩn bị làm, những tuyến nào mới và cái dự kiến như thế nào, thì quý anh chị hoàn toàn có thể liên hệ mình, bởi vì khi mà trao đổi trực tiếp ấy thì mình sẽ giúp đỡ được quý anh chị nhiều hơn, đúng không ạ? Và số Zalo mình để trên màn hình hoặc là dưới comment đó, để quý chị tiện có thể liên lạc với Thắng nhé. Ngày 24 tháng 12, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Công trình Giao thông tỉnh cho biết đơn vị đang làm thủ tục ký hợp đồng với nhà thầu chúng thực hiện gói thầu số 26 thuộc dự án đường vành đai 3, dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Đồng Nai. Theo kết quả chọn nhà thầu, đơn vị trúng thầu gói thầu số 26 xây dựng đoạn từ đầu tuyến đến nút giao đường tỉnh 25C, bao gồm bảo đảm an toàn giao thông và chi phí mặt bằng, trạm trộn bê tông xi măng, trạm biến áp phục vụ thi công thuộc dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh là công ty cổ phần xây dựng Tân Nam, với giá trúng thầu là 529,779 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 990 ngày. Đó. Dự án thành phần 3 thuộc dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh đi qua đoạn địa phận tỉnh Đồng Nai với chiều dài là 11,2 km, trừ dự án thành phần 1A. Dự án thành phần 1A là cái gói thầu được triển khai đầu tiên, đó là liên quan tới cái đường dẫn và cây cầu Nhân Trạch để bắc qua thành phố Hồ Chí Minh đó. Đó là cây cầu đầu tiên để giúp Nhân Trạch kết nối với cả thành phố Hồ Chí Minh, đúng không anh chị? Điểm đầu tiên tại km số 0 thuộc địa phận xã Vĩnh Thanh, huyện Nhân Trạch, điểm cuối tuyến tại cầu Nhân Trạch thuộc khu vực xã Long Tân, huyện Nhân Trạch, với quy mô thực hiện đầu tư xây dựng 5 km đường cao tốc khớp nối với dự án thành phần 1A đoạn Tân Vạn Nhân Trạch tại nút giao đường tỉnh 25B. Đối với phần đường song hành, đầu tư xây dựng hai bên tuyến đường cao tốc với đoạn tuyến dài hơn 11,2 km, bao gồm hai cầu vượt sông dạch chạy trên đường song hành. Hai cầu vượt không sông dạch chạy trên đường song hành. Vậy là theo những cái gì cập nhật bài báo này ấy, là đường song hành thì có luôn hai cầu. Nếu mà hai cầu này nhá. Nếu mà thực sự hai cầu này này
mà sau này những cái giai đoạn tới ấy, mà tiếp tục chạy thẳng tới mà làm luôn cái hai cái cầu này bắc qua sông Đồng Nai luôn, thì đây sẽ là hai cái tuyến đường song hành để giúp cho những phương tiện như là xe thô sơ, xe máy đó quý anh chị đó có thể đi qua thành phố Hồ Chí Minh được. Còn giai đoạn này thì chúng ta chưa thể qua được nha. Nhưng mà đối với cái hai đường song hành này, nếu mà hàm hai cầu này nữa thì rất là tuyệt vời. Đã nối qua bên kia luôn. Còn bây giờ tới chân cầu là phải quay đầu rồi. Đó, để quý chị hiểu rõ về cái quy luật giao thông đường đi của đường vành đai 3 trong giai đoạn 1 và giai đoạn tới. Đây. Cái đối với dự án đối với phần gói thầu 26 này thì từ km số 0, đây từ km số 0 quý chị này. Đó. Đây nha. Km số 0 đây là cao tốc Bến Lức này quý anh chị này. Cao tốc Bến Lức bây giờ là thực hiện tiến độ rất là nhanh trên địa phận tỉnh Đồng Nai. Đó, cầu đang tiếp tục và đường thang lấy mọi thứ rất là khẩn trương rồi. Và thang nghĩ cao tốc Bến Lức sẽ hoàn thành rất là sớm. Và cái ngày mà người ở trên trạch này để kết nối về các tỉnh miền Tây ý, hay đi về Cần Giờ, đi về các tỉnh miền Tây ý, sẽ là rất là nhanh và cái điều đó rất là tiện. Bởi vì là mình vẫn luôn là luôn muốn là ao ước đi về miền Tây, đi du lịch hay đi về miền sông nước một cách nào nhanh nhất, tiện nhất và thoải mái nhất. Đôi khi đi về Bình Chánh cũng gần nữa. Tại vừa rồi mình có đi Bình Chánh thì nếu mà đi bằng tuyến đường này nữa thì tuyệt vời luôn quý anh chị. Đó, giao thông thuận tiện, người dân thuận tiện, kinh tế khu vực phát triển và các doanh nghiệp ở quanh khu vực đây, hai bên sông, hai bên cách nhau như hòn đảo như vậy thì mọi thứ giao thông cực kỳ là thuận tiện, tiết kiệm và giảm chi phí. Từ đó thì mang lại giá trị kinh tế và mang lại cái phúc lợi cho xã hội rất là nhiều. Và đồng thời bất động sản cũng vì thế mà sẽ hưởng lợi lên rất là tốt anh chị ạ. Đây, km số 0 là vị trí này quý anh chị này. Đấy, km số 0 này nhá. Đó, đây là tuyến đường vành đai 3 này. Này. Đó, chạy thẳng về đây. Đấy, chạy thẳng về đây này. Đấy. Đấy, được chưa ạ? Đấy là gói thầu từ cái đoạn này. Đây. Đấy, nút giao đường tỉnh 25C. Đây, nút giao đường tỉnh 25C ở đây. Đây cái nút giao này nhá, cái đoạn vành đai 3 là cái đoạn đường mà nó cực kỳ là quan trọng. Thằng đã làm nhiều video rồi. Có thể nhiều anh chị nghe đã hiểu rõ và đã chán rồi, nhưng mà đối với những anh chị mà đang tìm, có nhiều người hiện tại cũng đang muốn tìm hiểu về Nhân Trạch khá là nhiều, thì chúng ta phải nói rằng cái đường vành đai 3 này nó giúp Nhân Trạch này kết nối từ cao tốc Đông Tây, gọi là cao tốc Bến Lức Long Thành đó. Đó, ngay điểm này kết nối thẳng từ vị trí này đi qua cây cầu này để đi về cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, để đi về Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc từ đây đi thẳng về Mỹ Phước Tân Vạn, đi về phía Bình Dương, mọi thứ rất là thuận tiện. Và cái đoạn này 520 mấy tỷ đó thì là cái đoạn từ đây tới đây. Đấy. Quý vị thấy không? Từ đây tới đây nhá. Đó. Và đây đường 25C này, đường 25C này. Đường 25C này cũng đang chuẩn bị khởi công rồi quý anh chị đó, đền bù đã xong rồi và những người mà còn lại sẽ là phải, những người không chịu thì sắp tới này sẽ phải thực hiện một cái biện pháp mạnh mẽ hơn để có được mặt bằng thi công nha. Mọi thứ đang rất là khẩn trương. Và cái đường 25C này, cái đoạn này này, cái đoạn từ Nguyễn Hữu Cảnh đi về đường Hùng Vương ở đây này, từ Nguyễn Hữu Cảnh trên đây này, đây Nguyễn Hữu Cảnh đây, đi về đường Hùng Vương này đó. Đó là một cái đoạn mà thắng thấy rằng sau này khi mà mở được cánh cửa này ra nữa thì cái đoạn chỗ đây, khu dân cư ở vị trí này đó, nguyên toàn bộ khu này sẽ là một cái nơi cũng sẽ rất là phát triển nha. Đó, và vì tuyến đường lớn này và lượng dân cư hiện hữu đang có sẵn đó. Và đối với bạn này thì đây là nút giao giữa đường vành đai 3, nút giao đường vành đai 3 với cả đường 25C. Đây là một cái nút giao cực kỳ là chiến lược và nút giao khác mức nút giao liên thông khác mức nha. Tầng trên tầng dưới, đường vành đai 3 sẽ chạy bên dưới. Đúng không ta? Đúng rồi. Và đường 25C sẽ là chạy bên trên. Sẽ là chạy bên trên để đi thẳng vào trong sân bay Long Thành. Không phải quý vị, đường vành đai 3 chạy bên trên và 25C chạy bên dưới, xin lỗi nhá. Đường vành đai 3 chạy bên trên và 25C chạy dưới để đi thẳng vào trong sân bay Long Thành, đường Nguyễn Ái Quốc đó. Đây sân bay Long Thành đây. Đấy, chạy thẳng như vậy này. Này. Đấy. Được không ạ? Đó. Đấy, và khi mà chọn nhà thầu xong rồi thì cái việc chỗ này đấy cũng sẽ là triển khai nhanh thôi quý anh chị. Đó. Họp lòng trong 990 ngày. Và tiếp tục cái đoạn thứ hai, thằng sẽ đọc luôn quý chị đoạn thứ hai nha. Ôi cha, đây là một, đây đúng rồi, đây là cái nút giao anh chị này, đây là nút giao này, đây là cái nút giao đường 25C chạy dưới này,
đấy, 25C chạy dưới nhá, và đường vành đai 3 chạy lên trên này. Đó, theo hướng này bên bên đây là đi về phía sân bay này, bên phía này, còn cái phía bên đây là đi về phía thành phố Hồ Chí Minh này. Đó, một nút giao rất là lớn, và quanh đây quy hoạch và phát triển dự án, những dự án lớn sẽ về đây. Đó, và bến xe của Nhân Trạch cũng sẽ về đây luôn. Đó. Liên danh 471 Trường Sơn trúng thầu giao thông 773 tỷ tại tỉnh Đồng Nai. Công ty trách nhiệm hữu hạn thiết kế xây dựng thương mại dịch vụ Ngô Trần bên mời thầu vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 29 xây dựng đoạn từ nút giao DT25C tới nút giao DT25B, bao gồm đảm bảo giao thông và chi phí mặt bằng chạm trộn xi măng phục vụ thi công của đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh đoạn đi qua tỉnh Đồng Nai, dự án thành phần 3. Theo đó, liên danh công ty cổ phần 471 công ty cổ phần đầu tư xây dựng Trường Sơn trúng thầu với giá là 773,091 tỷ đồng. Giá dự toán là 777,633 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong là 990 ngày, vậy là hai cái này sẽ là 990 ngày để kết nối với nhau toàn tuyến. Đó. Thì ra hai cái đoạn này đấy là hai đoạn mà nó sẽ không quan trọng bằng cái đoạn 1A, đoạn 1A liên quan đến cây cầu để giúp Nhân Trạch kết nối với thành phố Hồ Chí Minh, cái đoạn nó cực kỳ quan trọng, sẽ sớm nhất, sẽ xong nhanh nhất bắt buộc. Còn đoạn này có thể trễ hơn. Thằng ấy có thể trễ hơn cũng không sao hết. Gói thầu được đấu thầu rộng rãi đóng thầu ngày 13 tháng 11 năm 2023. Liên danh 471 Trường Sơn là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu. Phải đúng rồi. Gói thầu duy nhất mà nộp hồ sơ dự thầu thì là chúng luôn, là đúng rồi. Không còn ai khác nữa. Trao đổi với phóng viên báo đấu thầu, lãnh đạo công ty cổ phần 471 cho biết nhà thầu vừa ký hợp đồng với chủ đầu tư ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Nai và đang triển khai nhận bàn giao mặt bằng. Phần mặt bằng đã được giải phóng đủ để nhà thầu triển khai thi công giai đoạn tới. Vậy là cái đoạn này là cái đoạn mà đã xong mặt bằng rồi anh chị ơi. Đoạn này thì đa số là đất công nhiều nhá, đa số là đất công nhiều và đất dân ít, và đoạn cũng khá là ngắn, nên là vậy là nếu mà khi mà hợp long từ cái đoạn 25B ra cầu là một đoạn 1A rồi, thì đoạn này tới 25C thì làm luôn đoạn này tới 25C là cái đoạn mà đã có mặt bằng rồi, thì thắc nghĩ đoạn này cũng sẽ là nhanh và chiếm được, bởi vì là sân bay hoàn thành mà kết nối từ 25C mà chạy tới đây thì đã chạy từ qua cầu thành phố Hồ Chí Minh luôn đấy, thì thắc thấy rất là tuyệt vời. Công trình dài 2 km bao gồm 2 nút giao lớn, dự kiến khởi công sau Tết Dương lịch 2024. Công trình dài khoảng 2 km, bao gồm 2 nút giao lớn, dự kiến khởi công sau Tết Dương lịch của năm 2024. Vậy là trước Tết âm lịch của năm nay. Vậy đúng rồi, vậy là chúng ta chuẩn bị này có một cái lễ khởi công nữa rồi anh chị ơi. Này chuẩn bị này có lễ khởi công nữa rồi. Đó, mình rất là vui. Đi đường đã thấy là đường xá và mọi thứ đang được triển khai nâng cấp hơn so với giai đoạn trước rất là nhiều. Và bây giờ hàng loạt những cái tuyến giao thông mới quan trọng được khởi công nữa, một cái điều rất tốt cho Nhân Trạch báo hiệu trong chu kỳ mới từ 2024 cho tới 2034 đi, là cái giai đoạn mà thắng nghĩ là giai đoạn cực kỳ thịnh, cờ tới tay Nhân Trạch rồi là phải phất thôi quý anh chị ạ. Đó, theo tìm hiểu liên danh công ty cổ phần 471 đang thi công nhiều đoạn cao tốc ở phía nam như gói thầu 12XL của dự án thành phần đoạn Hoài Nhơn Quy Nhơn, gói thầu 44, cái này còn ngoài bên lề rồi. Đó, đây quý chị này, đây đoạn này là đoạn vừa nãy nha. Còn đoạn tiếp theo đây, đây là đường Tôn Đức Thắng này quý chị này, từ đường Tôn Đức Thắng này đó, thì cái đoạn 1A ấy, có nghĩa là cái đoạn từ đây này đi về đường dẫn này, đường dẫn đó chạy ở đây, chạy ra đây và cầu vượt sông để đi về thành phố Hồ Chí Minh, đúng không ạ? Rồi còn cái đoạn này đây, từ đây cho tới đây là khoảng 2 km, sẽ khởi công, dự kiến khởi công sau Tết Dương lịch nha, dự kiến nha anh chị. Đó, dự kiến thì thằng nghĩ dự kiến này có thể là nhanh thôi chứ không quá đâu. Đôi khi chúng ta đọc thông tin ấy, chúng ta phải đánh giá được cái tầm quan trọng của hạ tầng ra như thế nào, cái đầu kéo của hạ tầng khu vực đó nó là cái gì để nó còn kéo những cái hạ tầng này đi theo hay không. Đó, ví dụ ở Long Thành Nhân Trạch, cái đầu kéo mạnh nhất, đầu kéo gọi mã lực mạnh nhất từ trước đến giờ đó là cái sân bay Long Thành. Thì khi mà sân bay Long Thành được hoàn thành, quý vị thấy không, tất cả những hạ tầng quan trọng của Nhân Trạch và Long Thành sẽ phải bốc đầu chạy theo, không thể để sân bay Long Thành nằm đó mà thành cái nút thắt cổ chai được. Đó, bài toán của những sân nhất quý vị thấy không, những ngày cao điểm, những giờ cao điểm đó, những dịp nghỉ lễ, chuẩn bị chúng ta tới dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch này, là một nghỉ lễ mọi người cũng đi rất là nhiều, sử dụng sân bay rất nhiều, đặc biệt là Tết âm lịch nữa, thì khi mà tuyến đường nó nhỏ quá, đông nút thắt cổ chai và bên trong thì còn sức chứa, nhưng mà bên ngoài thì đã kẹt xe rất là nhiều rồi.
Đó. Đó, nên là đánh giá được tầm quan trọng của cái hạ tầng, cái đầu tàu kéo là như thế nào, để khi đó chúng ta biết được cái đầu cái những cái hạ tầng xung quanh nó có đủ sức để nó chạy theo được hay là không. Đó, đôi khi chúng ta đọc những bài báo khác, chúng ta thấy rằng một cái nơi khác là dự kiến, đôi khi chúng ta cũng sẽ rất là sợ, bởi vì cái từ dự kiến ấy nó rất là nguy hiểm, có thể năm nay, có thể năm sau, có thể là 10 năm nữa anh chị đó. Hoặc là như cầu Cát Lái, nhiều nhiều anh chị xem cái cầu Cát Lái đó, nhưng khi xem biết bài là bài học kiểu Cát Lái đúng không ạ, nó dự kiến là rất là nhiều năm, dự kiến 20 năm nay rồi đó. Và quý chị theo dõi kênh của mình nha, mình không hề một video nào mình đánh giá cao về cái cầu Cát Lái, cũng khuyên anh chị đừng có suy nghĩ về cầu Cát Lái quá là nhiều đó. Mặc dù nó rất quan trọng, nó rất cực kỳ là quan trọng, nhưng cái độ khó của nó quan trọng, là cái độ khó của nó cực kỳ là khó đó, nên là có những cái mà vướng mắc không thể chưa thể giải quyết được, nên là chúng ta tiếp tục phải chờ đó. Và luôn mình cứ luôn mong rằng là cầu Cát Lái mà được kết nối nữa thì thôi, mà thôi Thắng nghĩ là cầu Cát Lái để chu kỳ từ từ đi, tại vì chu kỳ này Thắng thấy như vậy là đã quá là tuyệt vời rồi. Hai cây cầu giúp Nhân Trạch kết nối với thành phố Hồ Chí Minh, một cây cầu kết nối với Hồ Chí Minh, một cây cầu giúp Nhân Trạch kết nối với Bà Rịa Vũng Tàu, cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu nằm ngay phía trước Nhân Trạch đó, rồi là gì nữa quý anh chị, rồi là cao tốc Bến Lức Long Thành với hai cây cầu, là với cái cầu là cầu Phước Khánh đó, rồi rồi hàng loạt những cái hạ tầng trong nội bộ của huyện Nhân Trạch thôi đang khởi công. Đường 25C là tuyến đường Nguyễn Ái Quốc quan trọng nhất của huyện Nhân Trạch cũng đang chuẩn bị tục tịch khởi công tới nơi rồi. Mọi thứ đã quá là nhiều rồi, thì từ từ từng bước một đó, để mà xử lý đôi khi nhiều quá không được, mà đôi khi chúng ta chúc bản thân chúng ta Thắng cũng vậy, anh chị cũng vậy, và nhiều người khác cũng vậy, bản thân chúng ta là những nhà đầu tư về bất động sản, đầu tư bất động sản là cũng đem lại cái giá trị cho xã hội nha quý chị nha. Thị trường mà không ai đầu tư thì sẽ không có thanh khoản, không thanh khoản thì sẽ chết, đúng, thị trường chứng khoán như vậy, không có thanh khoản thì làm sao những công ty có vốn mà tiếp tục hoạt động được, đúng không quý anh chị đó. Đó, và chúng ta cũng cũng cứ tự tin với cái điều đó, không vấn đề gì cả. Nên khi mà chúng ta là nhà đầu tư và khi mà làm những hạ tầng như vậy thì Thắng thấy là giai đoạn này vậy là đủ, và giai đoạn sau tiếp tục có những cái câu chuyện riêng, câu chuyện mới thì chúng ta sẽ tiếp tục dựa vào nó là chúng ta có bối cảnh mới để chúng ta đầu tư bất động sản trong chu kỳ tiếp theo, được không ạ? Và đấy là những thông tin và những chia sẻ của bản thân mình tới quý anh chị để quý anh chị có thể biết được. Xin cảm ơn quý anh chị sẽ đã xem video ngày hôm nay, và chúc cho toàn bộ những cái hạ tầng của huyện Long Thành và huyện Nhân Trạch, hai huyện này sẽ là hoàn thành đúng về đích kịp thời, và chúc cho Long Thành Nhân Trạch sẽ là cái đầu tàu kéo của thành phố phía đông sắp tới cùng hòa nhịp và trở thành một thành phố vệ tinh cực kỳ chất lượng cho thành phố Hồ Chí Minh, được không quý anh chị? Quý anh chị nhớ đăng ký kênh để nhận thêm những video mới, và quý anh chị xuống Long Thành Nhân Trạch thì liên hệ ngay cái số điện thoại đang để trên màn hình hay là dưới comment nhé. Xin bye bye.